Hi, xin chào các bạn. Và hôm nay chúng ta sẽ đến phần giải đáp thắc mắc với câu hỏi vừa rồi, đó là vật có khối lượng m được máng vào lò xo có độ cứng k có chiều dài L1, nó sẽ giãn ra một đoạn là delta L1 với lò xo thứ hai có chiều dài L2, độ cứng K2 cũng được máng vào vật có khối lượng m và nó giãn ra một đoạn là delta L2. Nếu như hai lò xo này được máng nối tiếp với nhau thì độ giãn của nó là delta L có bằng delta L1 của lò xo thứ nhất được giãn ra cộng với delta L của lò xo thứ hai được giãn ra hay không, và đây là phần đáp án. Như các bạn đã biết, tại vì vị trí cân bằng khi treo một lắc lò xo bao gồm một độ cứng con lắc lò xo có độ cứng k chiều dài L có khối lượng m, thì tại cái vị trí cân bằng, tại vị trí cân bằng có hai lực trực đối bằng nhau, đó là F đàn hồi và B. Vậy với F đàn hồi thì bằng k delta L và trọng lực B là bằng mg, thì chúng ta sẽ tính ra được cái độ giãn của con lắc lò xo, đó là delta L1 bằng B chia K1. Với độ giãn của con lắc lò xo thứ hai cũng tương tự là delta L2 bằng B chia K2. Vậy khi lò xo được ghép nối tiếp, với hệ ghép nối tiếp thì ta biết rằng độ giãn của hệ sẽ bằng tổng độ giãn của từng cái lò xo, do đó ở đây x sẽ bằng x1 cộng x2, và lực đàn hồi của hệ sẽ bằng lực đàn hồi của từng thành phần trên lắc lò xo, do đó F đàn hồi của hệ bằng F đàn hồi 1 bằng F đàn hồi 2, và nó bằng với cái trọng lực mà nó sẽ kéo vật xuống, đó chính là bằng B bằng mg, do đó bằng B. Vậy thì ta sẽ giãn ra x sẽ bằng delta L bằng x1 cộng x2, x sẽ bằng B chia k bằng mg, và chúng ta biết rằng k, 1 phần k sẽ bằng 1 phần k1 cộng 1 phần k2, đó là khi hệ lò xo ghép nối tiếp, và chúng ta sẽ thấy nhân phân phối vô thì đó là mg chia k1 rõ ràng là bằng delta L1, mg chia k2 là bằng delta L2. Vậy độ giãn của con lắc lò xo khi hệ ghép nối tiếp bằng tổng độ giãn thành phần của từng con lắc lò xo trong hệ. Tuy nhiên đáp án này chỉ đúng khi lò xo có khối lượng không đáng kể. Lò xo có khối lượng không đáng kể, do đó ta thấy cái thành phần mà khi được keo vật ở đây, đó là F đàn hồi bằng F đàn hồi 1 bằng F đàn hồi 2. Cái yếu tố tác động ở đây chỉ có trọng lực của quả nặng. Đáp án này chỉ đúng khi đó là không có quả nặng, không tính khối lượng lò xo. Không tính khối lượng lò xo. Thì delta L bằng delta L1 cộng delta L2. Đây chính là đáp án của chương trình. Vậy trong chương trình này chúng ta chưa có được câu trả lời chính xác và đầy đủ nhất. Xin chào và hẹn gặp lại.